Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Hay còn có biệt danh là Thành Lê gây tranh cãi. Ok. Cái như bữa nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái chủ đề khá là hot bây giờ đó là chủ đề mà làm người tốt nó khó thiệt. Ok. <laughs> làm người tốt nó khó thiệt. Khó là chỗ nào? khó là cái chỗ là mà những video mình chia sẻ nó khá là hay tại vì với cái tài ăn nói cũng như là cái miệng lưỡi cũng như là cái nhan sắc cũng như là cái khả năng diễn xuất trước ống kính của mình thì thuộc dạng là top ten ở trên cái cộng đồng ở, uh, cuộc sống mỹ này rồi vấn đề nằm ở chỗ là gì có khá là có một số người thôi chứ không phải là khá khá có một số người họ không có cảm kích được cái lòng tốt của mình phải không Tại vì uh, những cái thông tin mà mình chia sẻ nó vừa chính xác nó vừa hay mà nó vừa phân tích đúng vấn đề nhận định đúng uh, số liệu cũng như là bình luận uh, quan điểm là trung lập không chủ quan không có khách quan gì đây bình luận đúng của một người gọi là ngoài cuộc không liên quan gì tới mình hết <laughs> à, Cập nhật thông tin 24 trên 24 nóng giờ đàng hoàng nhưng mà có khá là nhiều người, không, một số người, một quên, số thôi. Ừ, một số người, phải à, không? họ chẳng những là họ không biết cảm ơn mà họ còn đã khai là họ chửi mình những cái câu nghe rất là êm tai à, thằng dớ dẫn xàm vô lý ngậm cái miệng mà lại câm à, nói chuyện là biết xàm rồi cập nhật thông tin trễ quá à, vậy là không có tiền hả ôi nói chung là bạn nói nhiều mà tiền không thấy đâu hết nói chung là uh, bạn ấy cố tình gây uh, chuyện đó đừng nghe bạn ấy nói uh, nói chung là thành ra là bây giờ mình muốn làm cái video này để mình cũng nói chung là mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người những chủ đề khá là hấp dẫn và gây tranh cãi ở trong còn uh, uh, gì mai coi coi khá là nhiều người coi tại vì đơn giản một điều là mấy người đó không có hiểu được một cái vấn đề là mình uh, cái lòng tốt của mình dĩ nhiên nó vẫn còn ở đây ha và cuộc sống của mình thì không có bị ảnh hưởng bởi những cái tác động môi trường cũng như là thời tiết uh, nắng mưa gì ở đây hết nhưng mà cuộc sống của mấy người đó mới là bị ảnh hưởng nếu mà họ không lắng nghe những gì mình chia sẻ Đúng nào là mình kêu họ là để dành tiền nếu họ bị thất nghiệp họ không nghe chứ gì thì vài tháng nữa họ bị thất nghiệp họ bị hết tiền chứ mình không có hết tiền <laughs> ok còn không? mình kêu họ là cứ nộp đơn xin tiền thất nghiệp Đúng không rồi từ từ nó cũng có tiền họ không nghe không thì là họ vừa bị thất nghiệp vừa không có tiền họ bị lỗ mình không có lỗ ok <laughs> còn mình kêu họ từ từ hãy đi làm coi chừng bị corona họ không nghe thì không họ cứ đi làm để xem ai bị corona <laughs> dĩ nhiên là không có liên quan tới mình nữa cái đó là tại họ chứ không phải tại mình tại không mình đã khuyên mình đã khuyên hết lời rồi ok anh hai này nha, mình kêu là hãy đi làm cẩn thận nghe không đừng nếu mà không có cần phải đi làm đừng đi làm Sao cũng không đó? nghe <laughs> ok good luck <laughs> bó tay thua cán lời, cán lời. À, tới đó là thua rồi tới đó mình cũng không biết nói gì thêm nữa tại vì cái trình độ của mình chắc nó chưa có đủ thuyết phục lắm chắc mình phải đi nên, nên đi học thêm ba chục khóa gì mà gọi là thuyết phục người khác à mặc dù cái lòng tốt của mình á à, mình gọi là mình đâu có ý gì xấu đâu mình muốn chia sẻ những thông tin tốt lành hay ho vui vẻ với một cái tâm trạng thoải mái nghe không để cho mọi người giảm stress, giảm trầm cảm, giảm quốc hơi, đau bụng gì đó Nhưng mà không nghe, không nghe thì ok cái đó là cái sự thiệt thòi quá lớn đối với những cái người mà không chịu nghe đó Tại vì à, mình à, chia sẻ những thông tin là tương đối là nóng bỏng hay ho và hấp dẫn Chỉ vấn đề là mình không có phải là Không phải là cái tin gì mình cũng chia sẻ tại đơn giản là mọi người xem TV thì mọi người cũng thấy rồi ai lộn xem YouTube mọi người cũng thấy rồi Tại Nếu một bản tin hay đó là trong vòng một tiếng đồng hồ có 300 người chia sẻ rồi thành ra nếu mà mình chia sẻ nữa Thì nó sẽ trở thành trường hợp 301 mọi người thấy không anh nhớ là mà mọi người tưởng tượng một cái bản tin mà chia sẻ 301 lần như lại vậy á thì chỉ cần mỗi người mà nói sai một chữ thôi nghe không thì tức là nó đã sai 301 lần rồi nếu mà mọi người mà nói sai một câu thôi trời ơi tới đó, đó là coi như cái bản tin đó, nó thành một bản tin khác luôn rồi À, nó, nó thêm bạn uh, một bản tin mà thêm 301 một chữ là nó thành một cái bản tin khác luôn rồi đó à, mọi người thấy cái sự tai hại chưa bởi vì đó là nguyên nhân vì sao mà mình ít chia sẻ những bản tin mà tương đối hết tại vì đơn giản là nếu mà mình chia sẻ thêm thì nó sẽ thành nguội ngay nếu đang tin nóng mình chia sẻ là thành nguội ngay bởi vì mình không có chia sẻ nhưng mà nói chung là mình cũng rất là cảm ơn những cô chú anh chị nào đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian quá khứ tương lai dẫn hiện tại <laughs> Mình sẽ cập nhật với anh chị mỗi ngày những thông tin táo bạo hấp dẫn đầy tranh cãi cũng như là đầy kích thích cũng như là đầy tính giải trí cũng như là giúp mọi người những tin hay ho trên thế giới. Thank you. Bye bye. Xin hẹn gặp lại. Bye bye.